giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Trọng Tấn, Xuân Bắc bàng hoàng đau xót đến tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng về với đất mẹ. Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ đã đến tiễn đưa người nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật opera về nơi an nghỉ cuối cùng. Những gương mặt không giấu được sự đau xót, tiếc thương trước sự ra đi oan nghiệt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng. Những ngày qua trên mạng xã hội ngập tràn chia sẻ của các nghệ sĩ trước sự ra đi đột ngột của một đồng nghiệp được đánh giá là hiền lành, chân thành và hết mực yêu nghề. Các nghệ sĩ cũng đã chung tay chia sẻ nỗi đau với vợ và bốn con của nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng. Nhiều nghệ sĩ cho biết họ mong muốn tổ chức đêm nhạc để có một khoản tiền hỗ trợ cho các con của cố nghệ sĩ ăn học. Nhạc sĩ Giáng Son lặng người đến viếng đồng nghiệp. Nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc Thăng Long cũng có mặt để nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối. Giọng ca bán cổ điển Phạm Thu Hà đến chia buồn với gia quyến. Đông đảo ca sĩ, nhạc sĩ ở Hà Nội đã đến tiễn biệt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng. Trong ảnh là ca sĩ Thanh Lam. Gia cảnh của nghệ sĩ Mạnh Dũng khó khăn, con gái lớn của nghệ sĩ năm nay học lớp 10, con trai út mới sinh. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, dẫn đầu đoàn viếng. Giới đồng nghiệp nghệ sĩ thương tiếc khi giờ đây bố mẹ già của cố nghệ sĩ chỉ còn con dâu và các cháu để nương tựa. Nghệ sĩ Xuân Bắc tâm sự, Vũ Mạnh Dũng là một nghệ sĩ hiền lành và chân thành. Anh cảm mến người đồng nghiệp tốt, dù không quá thân thiết ngoài đời. Khi nghe tin tôi quá bàng hoàng, thương gia đình đã mất đi người đàn ông trụ cột. Anh chia sẻ. Nghệ sĩ Sĩ Tiến, phó giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ viết sổ tang. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương đau xót khi nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng ra đi ở tuổi đời còn trẻ. Đang sung sức với nghề, lại vừa nhận được cương vị mới ở nhà hát vũ kịch Việt Nam. Trọng Tấn bần thần trước di ảnh của đồng nghiệp. Anh cho biết dịp năm ngoái, hai người còn biểu diễn chung trong chương trình hòa nhạc Điều Còn Mãi. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ đến từ sớm chờ vào viếng đồng nghiệp. Ông chắp tay trước linh cữu của nghệ sĩ trước khi chia buồn với gia quyến. Ca sĩ Tín Phong Phúc Tiệp đến tiễn đưa nghệ sĩ opera về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó khi hay tin đồng nghiệp qua đời, anh viết trên trang cá nhân: "Thương anh, một người bạn, một người anh tâm huyết và yêu nghề, một người tử tế và khiêm tốn." Tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bắt đầu vào lúc 13:30 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Anh được đánh giá là một trong những giọng ca baritone đẹp, hào sảng và là nghệ sĩ opera hàng đầu của thị trường nhạc Việt hiện nay. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là một tổn thất của giới thanh nhạc. Cố nghệ sĩ ra đi để lại người vợ và bốn con nhỏ đang tuổi ăn học. Trong ảnh, con gái út của cố nghệ sĩ đang nhìn bố lần cuối. Khi linh cữu cố nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng được đưa ra khỏi nhà tang lễ, hàng trăm người thân bạn bè đã cùng nhau đưa tiễn, đại diện gia đình đứng lên đáp lễ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.